là Đài Truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là Đài Truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Tĩnh Gia phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn phòng cấp ủy năm 2017. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 ở 4 điểm thi trên địa bàn huyện ta diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, Huyện ủy Tĩnh Gia phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2017. Tới dự có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong thời gian 2 ngày, các học viên là bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ làm công tác văn phòng đảng ủy các xã thị trấn và chuyên viên các ban xây dựng đảng huyện ủy sẽ được các giảng viên đến từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa truyền đạt 4 chuyên đề là khái quát mạng công nghệ thông tin đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn và thực hành Notema Internet, mai công vụ của các cơ quan đảng, một số vấn đề về công tác văn thư lưu trữ của cấp ủy cơ sở, một số vấn đề về công tác tổng hợp ở văn phòng cấp ủy, công tác tài chính đảng đối với các đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Để giúp các học viên nắm vững, hiểu sâu và vận dụng hiệu quả các kiến thức trên vào thực tiễn công việc, sau mỗi chuyên đề được triển khai, giảng viên sẽ dành thời gian nhất định để giải đáp các ý kiến thắc mắc, trao đổi của học viên. Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy có vai trò rất quan trọng, là cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong việc bảo quản văn bản, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ công tác tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chi bộ để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thiết thực sát với nhu cầu thực tiễn công tác. Vì vậy các học viên tham gia tập huấn lần này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian, lĩnh hội đầy đủ các nội dung trong chương trình tập huấn, đồng thời trao đổi thẳng thắn những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập, cũng như kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và các kiến thức bổ ích để vận dụng vào thực tế công tác, góp phần xây dựng các đảng bộ chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 22 tháng 6, tại hội trường Ủy ban dân xã Hải Châu, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tĩnh Gia tổ chức tổng duyệt đội thi câu lạc bộ 503 sạch xây dựng gia đình hạnh phúc nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đinh Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Hội viên Hội Phụ nữ xã Hải Châu sẽ đại diện cho phụ nữ toàn tỉnh tham dự cuộc thi câu lạc bộ 503 sạch xây dựng gia đình hạnh phúc nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đội thi sẽ phải trình bày 3 phần thi. Ở phần thi chào hỏi, đội thi sẽ giới thiệu về các thành viên trong đội và những thành tích nổi bật về cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Phần thi tìm hiểu kiến thức, đội thi sẽ bốc thăm và trả lời câu hỏi về các tiêu chí của vận động xây dựng gia đình 503 sạch, một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kiến thức về luật hôn nhân và gia đình. Phần thi thứ ba là phần thi năng khiếu, đội sẽ thể hiện tiểu phẩm Gia đình hạnh phúc 503 sạch.
Qua 3 nội dung tổng duyệt, các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Đinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Mai Sĩ Lân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã nhận xét, góp ý cho từng phần thi của đội thi. Hầu hết các đồng chí đều đánh giá cao chất lượng nội dung, sự cố gắng của đội thi. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng đề nghị đội thi cần cố gắng luyện tập để nhập vai tốt hơn, để toát lên được chủ đề muốn nói tới và tạo sự lôi cuốn cho người xem. Dự kiến đội thi câu lạc bộ 503 Sạch sẽ tham gia dự thi tại Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, cùng với gần 900.000 thí sinh trong cả nước, hơn 2.000 thí sinh ở 4 điểm thi trên địa bàn huyện ta cũng đã hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được tổ chức trong 3 ngày, ngày 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2017. Huyện Tĩnh Gia tổ chức 4 điểm thi ở các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2, trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3, trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5 với 2.018 thí sinh dự thi ở 84 phòng thi. Trong đó, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 có 22 phòng thi với 538 thí sinh ở các trường là Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 và Cao đẳng nghề Nghi Sơn. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2 có 29 phòng thi với 648 thí sinh ở các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 2, Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 4. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3 có 21 phòng thi với 508 thí sinh ở các trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghi Sơn và Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 3. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5 có 12 phòng thi với 288 thí sinh ở các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 5 và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Các thí sinh thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục Trung học Phổ thông phải dự thi 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Để xét tuyển sinh đại học cao đẳng, thí sinh phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp phù hợp với tổ hợp bài thi. Môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học cao đẳng. Ngày 22 tháng 6, các thí sinh thi 2 môn ngữ văn và toán. Trong đó buổi sáng thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút. Ngày 23 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi 1/3 môn là vật lý, hóa học, sinh học thuộc tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Thời gian làm bài 50 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 24 tháng 6, các thí sinh thi 1/3 môn cuối là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân thuộc tổ hợp môn khoa học xã hội. Nhìn chung các trường trung học phổ thông được đặt điểm thi đã có sự chuẩn bị tốt cả về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi. Các đồng chí trong ban chỉ đạo thi của huyện đã bám sát các điểm thi đã được phân công để theo dõi và chỉ đạo công tác thi. Lực lượng bảo vệ làm tốt công tác bảo vệ trật tự, an ninh, an toàn cho 4 điểm thi. Bên ngoài cổng trường không có tình trạng người dân tụ tập đông gây mất trật tự. Trong phòng thi, không khí yên tĩnh, các thí sinh bình tĩnh tự tin làm bài thi. Các đội tình nguyện viên luôn túc trực tại các điểm thi sẵn sàng giúp đỡ thí sinh và người nhà khi cần thiết. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo thi cấp huyện, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của ngành giáo dục đào tạo, đơn vị chủ trì các điểm thi, cũng như sự vào cuộc của chính quyền các cấp, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 trên địa bàn huyện ta đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 23 tháng 6, Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp luật hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Dự hội nghị có đại diện Sở Tư pháp cùng cán bộ tư pháp, trưởng thôn, mặt trận Tổ quốc 17 xã phía Bắc của huyện Tĩnh Gia.
Trong thời gian 1/2 ngày, các hòa giải viên của 17 xã phía Bắc huyện Tĩnh Gia đã được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt một số nội dung mới của luật hòa giải cơ sở, những kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, các quy định của luật pháp về hòa giải, tranh chấp đất đai theo luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, các tình huống vướng mắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị cung cấp những văn bản pháp luật mới vận dụng vào công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6 năm 2017, Đoàn xã Hải Thanh phối hợp với đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 tại xã Hải Thanh. Tới dự có đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư huyện đoàn, lãnh đạo đồn biên phòng Hải Hòa, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể xã Hải Thanh. Phát biểu tại buổi lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 tại xã Hải Thanh, đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư huyện đoàn nhấn mạnh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 được Đoàn xã Hải Thanh và đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tổ chức tại xã Hải Thanh nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thanh niên tình nguyện hè 2017 do Trung ương Đoàn phát động. Đồng chí đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chiến dịch phải nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật trong quá trình tình nguyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, đồng thời phải thực sự là những người tình nguyện sẵn sàng tham gia đảm nhận những việc khó, việc mới, phát huy thế mạnh chuyên môn, làm những việc có ích cho địa phương. Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã Hải Thanh tạo điều kiện cho thanh niên tổ chức các hoạt động tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 tại xã Hải Thanh, ngoài 30 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, còn có các đoàn viên thanh niên xã Hải Thanh, trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, các thanh niên tình nguyện sẽ tham gia làm vệ sinh môi trường khu tưởng niệm liệt sĩ, khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Quang Trung, Lạch Bàng, làm vệ sinh môi trường dọc bãi biển, thăm hỏi tặng quà chiến sĩ đảo Mê, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với thanh niên địa phương. Ngay sau lễ ra quân, đội thanh niên tình nguyện đã tiến hành làm vệ sinh môi trường khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ và sân vận động xã Hải Thanh. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, chính quyền xã Bình Minh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả đề ra. Thực hiện nghị quyết và Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân xã đề ra, 6 tháng đầu năm 2017, chính quyền xã Bình Minh đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân sản xuất được gần 277 ha cây trồng các loại, đạt 92,73% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 235,5 tấn, bằng 47,1% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lạc vò đạt 515 tấn, bằng 93,8% kế hoạch năm. Ngoài phát triển sản xuất, chính quyền xã còn động viên bà con các thôn ven biển tích cực ra khơi bám biển. 6 tháng đầu năm, toàn xã khai thác đánh bắt được 94 tấn hải sản các loại, bằng 32,7% kế hoạch năm. Ngành chăn nuôi tiếp tục được quan tâm, hiện trên địa bàn xã có gần 360 con bò, 129 con lợn và gần 6.000 con gia cầm. Nguyên nhân đàn lợn trên địa bàn xã giảm là do sự biến động của giá cả thị trường, người chăn nuôi không có lãi nên không đầu tư chăn nuôi nhiều như các năm trước. Các ngành nghề dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, một số mặt hàng phát triển mạnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy hải sản. Hiện trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp và 203 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động tại địa phương. Văn hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được chú trọng, chất lượng giáo dục được nâng cao, các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì, ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, ý thức bảo vệ môi trường vì một xã hội xanh sạch đẹp của người dân được nâng cao. Sau tháng cuối năm 2017, chính quyền xã Bình Minh tiếp tục chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, phát triển đa dạng các ngành nghề thương mại dịch vụ,
đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền xã đề ra từ đầu năm. Xác định là địa phương có đa phần người dân sinh sống dựa vào khai thác, đánh bắt và kinh doanh dịch vụ chế biến hải sản. Ngay từ những ngày đầu của năm 2017, chính quyền xã Hải Thanh đã tạo mọi điều kiện cho ngư dân được tiếp cận ngân hàng vay vốn đóng mới, cải hoán tàu thuyền, phát triển ngành nghề khai thác, đánh bắt và kinh doanh dịch vụ chế biến hải sản. Đồng thời động viên ngư dân tích cực bám thuyền, bám biển, nhanh nhạy nắm bắt thông tin ngư trường, tập trung vươn ra khơi xa, khai thác, đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó, xã còn tạo điều kiện cho hơn 20 ngư dân đi tập huấn, nắm bắt nội dung luật thủy sản cho chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh tổ chức. Phát huy thế mạnh của 445 phương tiện với tổng công suất máy 47.784 CV. 6 tháng đầu năm 2017, bà con ngư dân trên địa bàn xã đã khai thác đánh bắt được 4.534 tấn hải sản các loại, đạt 53,4% kế hoạch, mang lại giá trị thu nhập ước đạt 125 tỷ đồng. Ngoài khai thác đánh bắt, hoạt động dịch vụ chế biến hải sản tiếp tục phát triển đa dạng, đáp ứng yêu cầu dịch vụ cho nghề khai thác đánh bắt hải sản và đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đồng thời nâng cao giá trị hàng hóa, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân trên địa bàn. Hiện toàn xã có 28 cơ sở hớp sấy cá, 6 cơ sở chế biến bột cá, 27 doanh nghiệp kinh doanh trên các lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến hải sản, với số lượng 23 tàu thuyền mua hải sản có công suất trên 10.112 CV. 6 tháng đầu năm đã thu mua mang về đất liền 10.800 tấn hải sản các loại, đạt 49,1% kế hoạch. Thương hiệu nước mắm Du Xuyên Ba Làng đã được khẳng định trên thị trường, sản lượng nước mắm ước đạt 1,7 triệu lít, mắm tôm 2.245 tấn. Ngành chế biến dịch vụ hậu cần nghề cá đã mang lại thu nhập trên 168 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch khai thác đánh bắt hải sản năm 2017 đạt 8.500 tấn, hiện nay chính quyền xã Hải Thanh đang tiếp tục động viên bà con ngư dân trong xã tích cực bám thuyền, bám biển, nhanh nhạy nắm bắt thông tin ngư trường, khai thác đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân vùng biển. Tuy nhiên, để bà con ngư dân yên tâm khai thác đánh bắt hải sản, chính quyền xã đề xuất với các cấp các ngành có chính sách hỗ trợ ngư dân đầu tư các trang thiết bị như máy radar, HF, máy định vị, áo phao. Đề xuất với ngành bảo Việt tiếp tục triển khai chính sách mua bảo hiểm thân, vỏ tàu, bảo hiểm thuyền viên. Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 6 năm 2017, qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện 55 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 37 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 9 trường hợp, nộp thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 17.800.000 đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn va chạm giao thông nào. Chỉ thị của Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các cơ quan, đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Đến nay, các chế độ, chính sách đối với người có công luôn được đảm bảo. Mỗi người luôn tự phấn đấu vươn lên nên đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng trên địa bàn huyện ta được nâng lên, đã góp phần làm ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.
để tiếp tục tri ân và tôn vinh người có công, thực hiện tốt hơn công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các ngành có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Tăng cường chăm sóc người có công và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để người có công và thân nhân của họ có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Ưu tiên hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình thương binh liệt sĩ trong năm 2017. Chăm sóc, tu bổ các nhà bia ghi tên liệt sĩ và hoàn thành các công trình tri ân liệt sĩ. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phong trào đền ơn đáp nghĩa, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân và những thành quả đạt được của công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng trong 70 năm qua. Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ ưu đãi đối với thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng và thân nhân của họ, được ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần, giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang, Liệt sĩ huyện và Đài tưởng niệm ghi tên liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ. Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. 3. Tổ chức thực hiện. 3.1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo thiết thực, trang trọng. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công, nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu. Tổng hợp hồ sơ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét duyệt trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng nhân dịp 27 tháng 7 năm 2017. 3.2. Phòng Văn hóa Thông tin. Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hướng dẫn các xã thị trấn sử dụng các hình thức như pano, áp phích, băng rôn ở các công sở, khu công cộng tuyên truyền về nội dung kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ ở các nơi công cộng với chủ đề uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. 3.3. Phòng Giáo dục Đào tạo. Chỉ đạo các trường thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với con của người có công. Chăm lo bồi dưỡng kiến thức cho học sinh là con người có công nhằm phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. 3.4. Phòng Tài chính Kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch, nội dung các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội, tham mưu bố trí đảm bảo kinh phí cho các đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo chính sách quy định hiện hành. 3.5. Đài Truyền thanh Truyền hình huyện mở chuyên mục xây dựng các phóng sự truyền hình tuyên truyền những gương điển hình trong lao động, học tập, công tác vượt khó vươn lên của tập thể, cá nhân thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu xuất sắc trong phát triển kinh tế, trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con cháu. 3.6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tốt hậu phương quân đội, giải quyết tốt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, rà soát chính sách chế độ còn tồn đọng sau chiến tranh, bàn giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 3.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác chăm sóc đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các thành viên của mặt trận tăng cường các hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, tham gia phối hợp giám sát việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công. 3.8. Các xã thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện một cách thiết thực,
tránh lãng phí, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng người có công tiêu biểu, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi ơn liệt sĩ. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, vận động cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng người có công hiện khó khăn về nhà ở, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này. Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Một lớn, mục đích cuộc thi: thiết thực hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển, vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm của hai dân tộc Việt Nam-Lào, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào của các thế lực thù địch. Hai lớn, đối tượng dự thi là công dân Tĩnh Gia đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện và người huyện ngoài, tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và công tác tại huyện Tĩnh Gia. Ba lớn, hình thức thi, thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết. Một nhỏ, thi trắc nghiệm hàng tuần. 1.1. Cách thức thi, người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi thi của ban tổ chức cuộc thi. Truy cập vào một trong các trang web sau đây của ban tổ chức cuộc thi để tham gia dự thi: báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam http://vietlao.dangcongsan.vn, báo Nhân dân www.nhân dân.org.vn, báo Quân đội Nhân dân www.qdnd.vn, tạp chí Tuyên giáo điện tử www.tuyengiao.vn, báo Tiền Phong www.tienphong.vn, báo Tuổi Trẻ www.tuoitre.vn, báo Thanh Niên www.thanhniên.vn. Trả lời câu hỏi thi: mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có một phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam với thao tác như sau: điền các thông tin cá nhân, họ và tên, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, email, theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một các phương án đúng. Sau đó điền vào ô dự đoán số người trả lời đúng, nhập mã xác thực và bấm vào ô trả lời. Trong trường hợp có số người dự thi từ 2 người trở lên cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu kết thúc của cuộc thi tuần trước. Thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến. 1.2. Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 năm 2017 và kết thúc vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Thời gian thi trắc nghiệm mỗi tuần được tính từ 10 giờ thứ 3 hàng tuần và hạn kết thúc vào 9 giờ 30 phút thứ 3 tuần kế tiếp. 2. Thi viết 2.1. Quy định về bài dự thi. Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách và phải truyền tải được một trong các chủ đề dưới đây: những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mùng 5 tháng 9 năm 1962, ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn năm 1963 đến năm 1975, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Phản, Chủ tịch Suphan Nu Vong và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam từ năm 1976 đến nay, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị
và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được ký kết ngày 18 tháng 7 năm 1977. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam-Lào dưới sự lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay. Những kinh nghiệm quý báu về việc giữ gìn, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới. Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào. Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào? Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam? Tại sao hai dân tộc Việt Nam-Lào phải yêu thương, gắn bó chặt chẽ với nhau? Những thành tựu cơ bản trong quan hệ Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn. Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ, khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết, ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh. Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình không được xem xét giải cá nhân nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân, họ và tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại liên hệ. Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. 2.2. Thời gian địa chỉ nhận bài dự thi. Thời gian thi viết bắt đầu tính từ khi ban tổ chức cuộc thi công bố thể lệ cuộc thi. Thời gian nộp bài dự thi. Cấp cơ sở tổ chức thu xét chọn 20 bài dự thi chất lượng nhất, đồng thời nộp toàn bộ bài dự thi để xét giải tập thể và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện qua ban tuyên giáo huyện ủy trước ngày 10 tháng 8 năm 2017. Ban tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên. Nơi nhận bài dự thi, cơ quan thường trực ban tổ chức cuộc thi cấp huyện, ban tuyên giáo huyện ủy tiếp nhận bài thi của các đơn vị theo thể lệ cuộc thi. Địa chỉ: Ban tuyên giáo huyện ủy Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại: 02373611514. 2.3. Chấm thi. Vòng 1 do ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 20 bài dự thi đạt kết quả tốt nhất gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. Vòng 2, ban tổ chức cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được ban tổ chức cuộc thi quy định. Trao giải cuộc thi cấp huyện và chọn 20 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhất gửi ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 4. Giải thưởng cuộc thi. Một nhỏ, thi trắc nghiệm do ban tổ chức cuộc thi trung ương trao. Mỗi tuần có 3 giải thưởng bao gồm: một giải nhất trị giá 1.500.000 đồng, một giải nhì trị giá 1.000.000 đồng, một giải ba trị giá 500.000 đồng. 2. Thi viết. Giải tập thể gồm giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi cấp huyện kèm theo tiền thưởng các giải như sau: 1 giải nhất 3.000.000 đồng, 2 giải nhì mỗi giải 2.000.000 đồng, 3 giải ba mỗi giải 1.000.000 đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng. Giải cá nhân gồm giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi cấp huyện kèm theo tiền thưởng các giải như sau: 1 giải nhất 2.000.000 đồng, 2 giải nhì mỗi giải 1.500.000 đồng, 3 giải ba mỗi giải 1.000.000 đồng, 15 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng. 5. Thông báo kết quả và trao giải. 1. Trao giải cấp huyện. Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện chịu trách nhiệm chấm, công bố kết quả và trao giải cuộc thi viết cấp huyện. Chọn 20 bài dự thi đạt kết quả tốt nhất, gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 2. Trao giải cấp tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, cơ quan thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, chịu trách nhiệm chấm, công bố kết quả và trao giải cuộc thi viết cấp tỉnh. Chọn 30 bài dự thi đạt kết quả tốt nhất, gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương. Thời gian địa điểm tổ chức lễ trao giải do ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh quyết định. 3. Trao giải cấp trung ương. Ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng phần thi trắc nghiệm và kết quả thi viết cấp trung ương. Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được cập nhật vào cuối tuần hàng tháng trên trang báo điện tử của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức cuộc thi. Hàng quý, ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần,
người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. Đối với những người đoạt giải cuộc thi viết cấp trung ương, ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương dự kiến trao giải vào tháng 12 năm 2017. Địa điểm tổ chức lễ trao giải do ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương quyết định. Lưu ý, thể lệ cuộc thi này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của ban tổ chức cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. Tìm giấy tờ rơi, tên tôi là Phạm Thị Xuyên, thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Trong quá trình sử dụng, gia đình tôi có làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G330856, thừa 184, tờ bản đồ số 299, diện tích 4.300m2 do Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia cấp ngày 12 tháng 7 năm 1995, mang tên ông Nguyễn Viết Inh. Đã mất. Vậy anh nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ Phạm Thị Xuyên, thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt Tĩnh Gia xin kính chào quý khách. Với mục tiêu đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy chất lượng, tháng 1 năm 2017, hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt đã chính thức khai trương chi nhánh tại Tĩnh Gia, tạo ra một phong cách mua sắm hoàn toàn mới với người dân trên địa bàn huyện, thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. MediaMarkt Tĩnh Gia nằm trong hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt toàn quốc, tọa lạc bên tuyến quốc lộ 1A, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, cách bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia 50m. Media mang đến cho người tiêu dùng nơi đây cơ hội tiếp cận mô hình phân phối, bán lẻ điện máy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian trưng bày và trải nghiệm mở, không gian mua sắm hiện đại giá cả hợp lý, tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 20.000 mặt hàng chính hãng đa dạng phong phú. Ngay sau khi khai trương, MediaMarkt đã đón hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm mỗi ngày. Khách hàng Lê Thị Thơm, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa cho biết. Khách hàng như chúng tôi đến đây cảm thấy mua giá rất rẻ và nhiều mặt hàng coi như là tốt. Trước đây cứ phải đi thành phố với các thứ siêu thị nơi khác, nhưng mà bây giờ về đến đây đủ thứ mặt hàng. Nhân viên phục vụ tận tình và mua các mặt hàng sẽ được bảo hành uy tín, chất lượng hơn. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy đến đây là hài lòng với các mặt hàng giá cả. Với phương châm luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, khi đến với MediaMarkt, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc do tất cả các sản phẩm bày bán đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Nokia, Apple. Nhân dịp này, MediaMarkt mang đến chuỗi chương trình hè giá sốc, cơn lốc quà tặng với hàng ngàn sản phẩm đại hạ giá lên đến 50%. TV LED 32 inch giá cực sốc chỉ 3.990.000 đồng. Một điều hòa 1 chiều 9.000 BTU Inverter rẻ như điều hòa thường chỉ 6.490.000 đồng tặng thêm quà. Mua điều hòa nhận thêm 7 ưu đãi khủng trị giá đến 1.490.000 đồng. Tủ lạnh hai cửa 2301 Electrolux giảm 22% giá thanh toán thẻ Vietinbank chỉ 4.740.000 đồng. Máy giặt lồng ngang 7kg rẻ như lồng đứng giá chỉ 3.990.000 đồng. Quạt máy sinh tố nồi cơm điện giảm 49% giá chỉ từ 199.000 đồng. Mua máy làm mát không khí tặng cây lau nhà đa năng trị giá 490.000 đồng. Quạt điều hòa Kangaroo giảm 32% chỉ còn 3.990.000 đồng tặng thêm quà. Laptop IdeaPad 310 Core i3 RAM 4GB giá sau khuyến mại chỉ từ 7.990.000 đồng. Lenovo Papulut màn hình cực lớn 6.8 inch giảm 43% giá cực sốc 3.988.000 đồng tặng quạt lửng Senko cao cấp. Oppo F3 chuyên gia selfie kép giá cực sốc 7.490.000 đồng tặng tai nghe Bluetooth. Sở hữu siêu phẩm Samsung Galaxy S8, S8 Plus nhận ngay bộ quà đến 3 triệu. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, giá chỉ từ 39.000 đồng. Nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng, MediaMarkt thực hiện chính sách đổi trả hàng lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển toàn miền Bắc. Anh Trịnh Ngọc Tuấn,
Giám đốc siêu thị điện máy MediaMarkt cho biết. Để đáp ứng tốt cái nhu cầu mua sắm về mặt hàng điện máy của người dân địa phương tại huyện Tĩnh Gia, thì từ tháng 1 năm 2017 thì hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt có mở thêm một chi nhánh tại thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, với hơn 20.000 mặt hàng được bày bán tại siêu thị. Thì chi nhánh siêu thị điện máy MediaMarkt về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Cùng với tất bên siêu thị điện máy thì cũng cam kết với tất cả các cái hãng lớn, các cái nhà cung cấp lớn để cung cấp các mặt hàng chính hãng như là Sony, Samsung. Về các cái gian hàng mùa hè thì có những cái gian hàng như là về Daikin, Pana. Đây là những cái mặt hàng mà về cơ bản là MediaMarkt cam kết về giá cả hợp lý, với phương châm phục vụ khách hàng là luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các chương trình khuyến mại giá sốc, với phương châm mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm siêu thị điện máy MediaMarkt tại ngay địa phương. Thì bên MediaMarkt cũng cam kết với khách hàng về cái chế độ bảo hành chính hãng nhanh nhất có thể, vận chuyển miễn phí lắp đặt. Sự ra đời của MediaMarkt Tĩnh Gia không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo mới mẻ, năng động và hiện đại cho thị trường bán lẻ của huyện Tĩnh Gia. Chi tiết tại thegioidienmay.com. Hệ thống Thế giới Điện máy MediaMarkt Tĩnh Gia rất hân hạnh phục vụ quý khách. Công ty Cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, Thanh Hóa kính chào quý khách. Công ty Cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim nằm ở phía tây quốc lộ 8A, gần biên giới Việt-Lào, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cách đường Hồ Chí Minh 35 km và cách cửa khẩu Cầu Treo 17 km. Được Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 khai thác và sản xuất, làm nước uống và du lịch. Được khoan thẳng xuống nguồn nước nóng ở độ sâu 200m, nhiệt độ nóng 96 độ C, được xử lý qua hệ thống hiện đại, thanh trùng bằng tia cực tím và ozone, được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế chứng nhận. Nước khoáng thiên nhiên Sơn Kim có tác dụng chữa bệnh về xương khớp, thần kinh lưu thông máu, phục hồi chức năng hô hấp, tim mạch, có lợi cho tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn, có tác dụng thư giãn, giảm chết, tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch, bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Các chất điện giải như natri, clo, kali, canxi, magie, carbonat, các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng kém, giúp gan giải độc và chữa các loại bệnh như bướu cổ, suy chức năng tuyến giáp, thận yếu, chậm phát triển trí não, hỗ trợ điều trị bệnh rút và đái tháo đường. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ du lịch ăn uống và ngâm tắm nước khoáng với đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình và chu đáo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng nước khoáng đóng chai, các loại bình 20 lít và các dịch vụ về du lịch, xin liên hệ với chúng tôi qua văn phòng đại diện tại xã Mai Lâm, gần khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại công ty 0393 879 316. Điện thoại văn phòng Tĩnh Gia 0237 868 8879. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi miễn phí. Đến với nước khoáng Sơn Kim là sự lựa chọn tốt nhất cho quý khách hàng. Bởi vì tôi là chính tôi, chẳng cần là một ai khác. À, mẹ con cái Su đi thi hát về rồi đấy à? Su đạt giải gì vậy? Giải nhất chị ạ. Chà, Su giỏi quá. Thế mẹ Su đã thưởng con cái gì chưa? Dạ rồi, mẹ thưởng Bushmark chanh leo ạ. Bushmark chanh leo? Vâng, bọn trẻ nhà em chỉ thích uống Bushmark chanh leo thôi. Vừa thanh mát giải nhiệt lại thơm ngon bổ dưỡng. Có phải là Bushmark chanh leo lộc theo về nhà quảng cáo hồi Tết không? Đúng rồi ạ, nhưng bây giờ là Bushmark chanh leo, trải nghiệm khác, hay mát lịm. Bọn trẻ giờ thông minh lắm chị ạ, biết rõ Bushmark chanh leo vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe nên rất thích uống. Chứ uống đồ có ga trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa và nhịp sinh học, còn dễ sâu răng nữa nên là không chọn đâu. Đúng thế, thằng Bin nhà chị cũng suốt ngày Bushmark chanh leo. Chị đã hứa là nếu Bin đạt học sinh giỏi thì sẽ thưởng Bushmark chanh leo rồi, là lon màu hồng trắng phải không em? Vâng, có cả dạng chai nữa chị ạ. Có Bushmark chanh leo, hè này chị em mình nhẹ gánh lo sức khỏe cả nhà rồi. Bushmark chanh leo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất
Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Hoàng Thanh, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, viết mẫu Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.